Xin chào tất cả các bác nha. Thì hôm nay em mới nhận được một cái đơn hàng từ Shopee gửi về. Đây là mấy cái cần Goldfish 4,5 m. Cần này thì em mua cách đây 3 ngày, đặt cách đây 3 ngày và hôm nay đã nhận được hàng. Lướt qua thấy nó rẻ quá nên quyết định đặt về xem chất lượng của nó như thế nào. Em sẽ cho các bác xem shop em đặt và giá tiền nhé. Cần này giá cực rẻ luôn. Đây, em đặt cái cần này ở shop đồ câu A Phúc 68 với giá là 81.000. Shop đang có chương trình khuyến mại, tính cả tiền ship nữa là thành 88.000. Và em được cộng lại 16.000 xu, tức là 16.000 đồng đấy. Thế tính ra số tiền mà em phải bỏ cho cái cần này là 88 trừ đi 16, còn 72.000. 72.000 cho một cái cần 4,5 m cả phí ship. Giá thành thì quá rẻ nhưng mà không biết là chất lượng sẽ như thế nào. Bây giờ em sẽ khui hộp cho các bác xem nhé. Đây, cần được bọc trong một cái ống nhựa như này. Ống này ống phi 27 để trong quá trình vận chuyển thì nó không bị ảnh hưởng gì đến cần. Đợt trước ấy, em có đặt một cây lục mạch thần kiếm ấy, các bác còn bỏ cả vào trong ống tiếp sắt cơ. Đây, em sẽ khui ra cho các bác xem nhé. Được tặng kèm một ngọn phụ. Ngọn này là ngọn thường đây, không phải ngọn 360. Cần đây các bác nhé. Cần khá là đẹp. Thực ra ấy, cần này thì em đã dùng qua rồi. Thực sự là ngon bổ rẻ nên em mới quyết định mua thêm một cái nữa. Ngày trước ấy, em có dùng một cái cần 3,6 m này. Sau đấy thì cho anh em bạn bè mượn. Giờ không biết nó thất lạc ở đâu nữa. Sau đến là một cái cần nữa. Đây cho bác xem, cái cần này em mua được hơn 1 năm rồi. Cần này là cái cần 2,7 m. Cần này chuyên để gảy câu cá giếc cực kỳ phê luôn. Bé lắm các bạn, chỉ bé hơn ngón tay út của em. Cần này thì cũng có ngọn 360 luôn. Mà đây các bạn, cần này nó chỉ có 3 lóng thôi. Em cũng mua được hơn 1 năm rồi và dùng rất là ok. Đúng hàng ngon bổ rẻ. Cần này em mua rẻ lắm. Đợt đây là cũng mua trên Shopee luôn. Shop để giá là 76.000. Nhưng mà em có mã khuyến mại, tính cả phí ship nữa là 42.000. Được khuyến mại 30.000 ấy. Về đến tay là 42.000 cả phí ship, được tặng thêm một ngọn phụ và một ít lưỡi câu nữa. Đây các bác, gãy giếc cá lăm này vẫn còn ngon. Đây, quay lại cái cần này. Cần này ấy, theo thông số của shop là nặng 109 g. Cầm nhẹ tay lắm các bạn. Câu ok. Đây, cần này nó có cái thiết kế khá là hay. Đấy là cái đầu bịt cần này. Đầu bịt cần này các bạn. Khi bác tháo ra các bác vặn luôn vào đít cần. Đây nó có ren này, ta vặn luôn vào đít cần. Vừa làm đối trọng, vừa làm chỗ móc dây bảo hiểm luôn. À, cần này có cả vòng chống nổ nữa. Cần
2m7 của em thì không có. Đây, em sẽ mở ra cho bác xem. Đây, ngọn 360. 360, cần khá là đẹp. Đây, em đang ở trong nhà nên là bỏ ra nó hơi khó. Bây giờ em sẽ tháo các nóng cho các bác xem nhé. Xem nó có mấy nóng. Cần 2m7 thì nó có 3 nóng. Còn cái cần này thì không biết có mấy nóng. Cần này nó có 5 nóng các bạn. Đây. Cần rất là đẹp. Về cơ bản thì nóng gốc sẽ có 2 màu, trắng và xanh. Ở phía tay cầm ấy, tay cầm bằng mút chống trơn trượt. Cần Goldfit Made in China. Cần này của Trung Quốc. Cần rất là đẹp các bạn. Đúng là hàng ngon bổ rẻ. Ở video sau thì em sẽ đi câu test cái cần này cho các bác xem nhé. Cần này ấy, thì những anh em nào mà phù hợp với anh em nào học sinh, sinh viên, kinh tế hạn hẹp, mua về câu tự nhiên giải trí, gảy rô, gảy giếc thì mua cái cần này rất là hợp lý. Cần này ấy, em nghĩ là nó không có hàng fake đâu. Cứ shop nào mà uy tín, giá rẻ thì các bác mua thôi. Theo thông số của nhà sản xuất là tải tĩnh 1,5 kg. Câu giải trí nhẹ nhàng thì được. Các bác có thể dùng câu rô, câu giếc, câu chép. Cá tầm 2 cân đổ lại thì em nghĩ là cần này câu ok. Ở trong những video sau thì em sẽ đi câu và test thử cái cần này cho các bác xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau.